cử mở lòng từ cứu độ chúng sinh ạ. Hai vị đạo Phật. Vâng, hai Phật tử đang khẻ lòng từ cứu độ chúng sinh. Phóng sinh hàng tháng tại ông là cùng hai nhà cùng một luôn. Di Đà Phật, Di Đà Phật. Đệ tử của Đức Phật đây là khu vực cầu Lai Vu nằm trên kia phong sao nào cũng thanh nhà thì luôn như đây thời Trung Pháp rất nhiều đóng chiến sĩ du kích của Việt Nam hy sinh tại đây và cũng nhiều quân dân người Pháp đã hy sinh tại như thời chiến tranh Trung Mỹ thì máy bay đánh phá cầu Lai Vu cũng đã làm cho rất nhiều đội công nhân đội tàu 402 hy sinh tại nơi này và cũng chính nơi đây một vài năm trước khi xe công nhân đi qua đường tàu này đã bị tàu rút đổ một hai lần tất cả vài con tàu cũng các Phật tử của Đức Phật đã hành theo chánh pháp, theo lời dạy của Đức Phật, mở lòng từ để cứu độ tất cả các chúng sinh, vong linh, sinh linh tại nơi đây và cũng tại nhiều nơi khác. Hãy dựng lên những tấm biển Hồng Gai Nha Di Đà Phật để cho các chúng sinh nơi đây hàng ngày nhìn vào những tấm biển danh hiệu Di Đà Phật này mà niệm Phật để cầu vãng sinh về Tây phương cực lạc thì các vong linh sẽ được siêu sinh thoát hóa và không còn làm hại tới tất cả những người dân đi qua lại nơi đây nữa và rất là hoan hỉ. Chào Phật tử A Di Đà Phật và những người con Phật dựng lên những tấm biển danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này thì mong rằng tất cả các hợp loại chúng sinh vong linh và chân linh và các loại chúng sinh khác ở tại nơi giao tiếp đường sắt đường 390 đường tại xã Hồng Ngọc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương hãy hàng ngày hướng về danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và giữ tâm thanh tịnh nhất tâm niệm Hồng Gai Nha Di Đà Phật và cầu vãng sinh về thế giới Tây phương cực lạc. Hãy dứt bỏ hận thù, buông bỏ muôn duyên để vãng sinh về nơi cực lạc. Hãy dứt lìa chấp trước để bất tử cõi nhân trì. Mạo việt chân sinh Tây phương trụ chỉ danh nhiệm loại kiến Di Đà. Mong rằng các chân linh, hương linh, vong linh tại nơi này hãy lắng nghe những tiếng Hồng Gai Nha Di Đà Phật và những tiếng Di Đà Phật. Và hãy nhất tâm giữ tâm thanh tịnh niệm A Di Đà Phật và không còn chút bỏ oán thù, không còn giận hờn oán thù ghen ghét gì nữa mà giữ tâm thanh tịnh niệm A Di Đà Phật và sinh về thế giới Tây phương cực lạc. Các Phật tử đang đào hố để trôn chân cột. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về Tây phương cực lạc. Ngàn muôn tiếng pháp vân vang tiếng chim ca lần cần hoan. Người về thế giới Tây phương hóa thân mà xem nhiều màu. Anh về nhà anh đi càng ngày lòng tông thay không đổi Nam Mô A Di Đà trang nghiêm giữa biển đã sắp xong thì hai chú cháu về nhà trước công chuẩn bị phần sư khác A Di Đà Phật về trước nhá A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật.